Tại Mon City, chúng tôi không chỉ mang tới những căn nhà đẹp mà còn kiến tạo một môi trường sống bền vững, ngập tràn màu xanh. Chúng tôi mang đến những giá trị mà bạn thực sự mong đợi, những tiện ích vượt trội để bạn yên tâm tận hưởng cuộc sống. Kim chỉ nam giúp thương hiệu Mon City đạt được niềm tin của khách hàng chính là việc thấu hiểu nhiều cá nhân hạnh phúc, tạo nên một gia đình hạnh phúc, nhiều gia đình hạnh phúc, tạo nên một cộng đồng hạnh phúc. Mon City, thắp tương lai, bền hạnh phúc.